Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mẹ và bạn ông sẽ cùng học về 100 từ đầu tiên thế giới xung quanh bé. Chúng mình cùng học với ông nào. Hello baby, mẹ chào con. Thế hôm nay mình sẽ cùng học 100 từ đầu tiên về thế giới quanh con nhé. So we will learn the first 100 words about the world around you. Okay, the world around you. Nào, mình cũng bắt đầu với từ đầu tiên nha. Mình có từ gia đình, that we have a family. Chúng ta đều sống trong một nơi gọi là nhà. So we all live in a place where we call family. Mình cùng nhìn nhá. Ở đây mình có là bên cạnh là bức ảnh gia đình của bạn Bông. So here we have a picture of Bông's family. Thì gia đình bạn Bông có những ai nào? Mình có ông này, granddad, ba, grandmom, bố, dad, mẹ, mom, anh, brother, chị, sister. Và đây là ai? What, who is this? Đây là bạn Bông. This is Bông, okay? Thì đây là gia đình của bạn Bông. This is Bông's family. Okay, mình có từ gia đình. We have the word family. Mình sang đây nào. Những cánh cửa bí ẩn, mystery doors. Mình có rất nhiều cánh cửa trong ngôi nhà đúng không? Đây là cửa gì hả con? Đây là cửa chính, the main door. Thế sau cửa chính thì có gì nào? What do we have after the main door? We can see the living room. Mình sẽ nhìn thấy phòng khách này. Phòng khách ở sau cánh cửa chính. The living room is behind the main door. Thế cửa sổ thì sao hả con? This is the window. Mình mở cửa sổ ra, mình nhìn thấy gì nào? What can we see when we open the window? Mình sẽ nhìn thấy, đúng rồi, nhìn thấy cái ban công đúng không? We will see the balcony. We will see the balcony when we open the window. How about the gate? Thế còn cánh cổng lớn thì sao? Khi mình mở cánh cổng lớn ra, mình nhìn thấy gì nhở? Mình nhìn thấy cái vườn hoa nhở? When we open the gate, we see the garden. Okay, we see the garden. Thế còn hai cánh cửa này thì thế nào nhở? How about these two doors? Cánh cửa này mình mở ra mình sẽ thấy kitchen. When we open this door, we see the kitchen. And mình mở cánh cửa này ra, we open this door, we see the bathroom, phòng tắm, nơi mà con tắm đây này. The bathroom. Thế nhá, thế bây giờ đến giờ ăn rồi. Now is eating time. Thế bé đoán xem các đồ vật này là gì nhá. Can you guess what is the name of these things? Okay, what is the name of these things? Đây là cái gì hả con? Đây là cái thìa. This is a spoon. Cái thìa này. Đây là cái bát. The bowl. Và đây là cái dĩa đúng không con? Fork, spoon, bowl, fork. Đúng rồi, mình có cái thìa, cái bát, cái dĩa để ăn cơm đây này. How about this one? Thế còn cái này thì sao con? Mình có cái gì đây? This is a baby bottle. Bình sữa của con này. Giống của con chưa? Bib, cái yếm. Và cái gì đây? Plate, cái đĩa. Đây là hai con kia đang dùng nhỉ? These things are the things that you are using, right? Bình sữa và cái yếm, baby bottle and the bib. Xem cái này nhá. Cái này mình vẫn chưa học này. Oh, cái màu sắc mình học rồi. So, can you guess what is the name of these colors? Con đoán màu sắc thế nào? What is this color? What is the name? Màu gì đây con? Màu. What is the name of this color? Màu gì nhỉ? Màu đỏ. Đúng không con? Màu đỏ giống quả gì đây? The tomato, quả cà chua này. Đúng không? How about this one? Màu gì đây con? Đúng rồi, purple, màu tím giống quả eggplant. Eggplant là quả cà tím, đúng không? Ừ, thì có màu gì đây? This one is màu vàng, yellow, right? Yellow giống gì nhỉ? Maize. Là bắp ngô. Okay, like a corn. Thế có màu gì đây con? Đây là màu xanh lá cây. Green. Okay.
The color is green, giống màu của cauliflower là súp lơ, right? The green is like cauliflower color, okay? How about this one? Màu gì đây con? What is the name of this color? This one is pink, màu hồng. Okay, màu hồng giống gì nhỉ? Giống cái lollipop. Yes, kẹo mút đấy, lớn lên con sẽ thích ăn kẹo mút đúng không? Nhưng mà nó sẽ làm con bị sâu răng đây. It's not good for your teeth, right? How about this one? Màu gì đây nhỉ? Màu xanh dương, blue, right? Blue is like a balloon. Màu xanh dương giống như màu của quả bóng bay này. This is a blue balloon, okay? Thế con màu gì đây? Brown. Màu nâu này là màu brown, like a chocolate. Okay, this one is very sweet. Sô-cô-la đấy con thì rất là ngọt ngào đúng không? How about this one? Màu cam, right? Màu cam, orange. Orange, like the color of the carrot. Okay, màu cam thì giống như màu của quả cà rốt thôi nhờ. Thế con đã thuộc tất cả các bảng màu này chưa? Hãy kiểm tra nha. What is this? Red, like tomato. Màu đỏ cà chua này. Purple, like eggplant. Giống màu quả cà tím. Yellow, like corn. Bắp ngô đúng không con? Green, like cauliflower. Súp lơ. Pink, màu của kẹo mút. Lollipop. Purple, I'm sorry, blue, màu xanh dương của balloon, quả bóng bay. Brown, màu nâu của gì nhỉ? Chocolate. Đúng rồi, thế còn màu orange, màu cam của cái gì đây? Carrot, của cà rốt đúng không con? À, mình ôn lại bài về các hình dạng nha. Hôm trước mình vừa học rồi, con còn nhớ không? Con có nhớ không nào? Ôi nhiều cái phải học quá nhỉ. Okay, so we will review about the shape. Hôm trước mình học về các hình dạng rồi này. So, con nhớ màu này không? We are shapes. You can see us everywhere. Chúng tôi là những hình khối. Bạn có thể nhìn thấy tôi ở mọi nơi. Hình gì đây con? I am triangle, triangle. You can see me everywhere, đúng không? Đây là hình tam giác. I have three sides. I am triangle, triangle. Tôi có ba cạnh này, nên tôi là hình tam giác, đúng chưa? Very good job, baby. How about this one? Hình gì đây nhỉ? I am a heart, I'm a heart. I'm so curvy and so smart. I am a lovely shape. Đúng rồi, tôi là hình trái tim đúng không? Tôi rất là đáng yêu. Tôi là một hình rất là đáng yêu nhỉ. How about this one? I'm a star, like I'm in the sky. Đúng không? I'm in the sky so far. I'm a star. Tớ là hình ngôi sao. Hình ngôi sao thì có mấy cạnh nhỉ? Mình có 5 cạnh nhỉ? Five pointy arms in the sky, right? Okay, good job, baby. How about this one? Hình gì đây? I'm a circle, like a... gì nhỉ? I go round and round and round. I have only one side. I'm a circle. Đúng không con? Hình tròn. Hình tròn chỉ có một cạnh duy nhất thôi. Và nó đi tròn 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 đúng không? This is a circle. Good. Thế còn hình gì đây? Hình vuông. I'm a square. See? I have four shapes. I have four sides. I'm a square. Hình vuông có mấy cạnh nhỉ? Hình vuông có 4 cạnh, đúng chưa? Mình ôn lại nhỉ? Hình tam giác, triangle. Hình trái tim, heart. Ngôi sao, star. Hình tròn, circle. Hình vuông, square. Ok. Mình lại có những cái gì mà giống hệt hình đấy đây này. Quả dưa hấu có hình tam giác. The watermelon has the triangle shape. Cái lá thì có hình trái tim. The leaf has
the heart shape, right? Ngôi sao biển thì có hình ngôi sao. The starfish has the star shape. Bánh này, cái bánh donut nút này thì có hình tròn. This cake has the circle shape. Và bánh quy thì có hình vuông. The biscuit has the square shape. Thế thôi nhá, hôm nay mình học đến đây thôi nhá. So, this is the end of our lesson today. Và mai mình sẽ học tiếp con nhá. So tomorrow we will continue to learn more. Hôm nay mình học về gia đình rồi này, family. Mình học về những cánh cửa bí ẩn này, mystery doors. Mình học về giờ ăn này, eating time. Mình học về các màu sắc này, colors. Và mình học lại về các hình dạng đúng không con, shapes. Thế nhá, ngày mai mẹ sẽ kiểm tra con nhá. Ok, bye bye. Bye bye, bye bye. Hello baby. Hello baby.